Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con. Ngày hôm nay cửa Việt anh em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy cưa xích hàng Nhật Bản nha. Cũng lâu lâu thì hôm nay em mới lên một lô máy cưa xích cho các bác đây. Đó, thì một công việc quá hay đến mùa cắt cỏ nên em chủ yếu lên cắt cỏ và tỉa cành cho các bác làm. Còn đến mùa tình trạng lâu lâu lên một lô máy cưa xích cho các bác lựa chọn nhá. Ok. Thì cửa hàng Việt anh em thì chuyên cung cấp về tất cả các hàng Nhật Bản như máy cưa xích, máy bơm nước, thổi lá, tỉa cành, vân vân. Số điện thoại liên hệ là 0961350530. Các bác nào có nhu cầu muốn mua một chiếc máy cưa xích hay là một chiếc máy về hàng Nhật Bản thì cứ liên hệ qua cho em nhé. Em sẽ giúp mọi người tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Thì ok, ngày hôm nay em lên lô này gồm có là 9 cây các bác nhá. 9 cây có Kimurit này, Echo này, Etin này, Zerat Komatsu này, Kimurit này, Sinewa này. Đó. Dopma nữa. Hàng siêu khủng cho các bạn luôn. Ok, thì con đang xem video thì hay cho em xin một like nha, một đăng ký kênh và chuông thông báo nhận video sớm nhất tại cửa hàng bên em. Rồi, đầu tiên ngày hôm nay Seno này là lô CQ1 các bác nhá. Một CQ1 là một em đến thương hiệu Tadaka này các bác này. Em này thì công suất là 33cc, lòng 37 ly các bác nhá. Em này lam này được lam 30 các bác nhá. Xích xích chuột luôn, lam Latin cho các bác luôn. Em này thì về các bác cắt gia đình và những cái tỉa tót cây cảnh. Đấy, cây cối xung quanh vườn nhà là các bác nào lên hay trèo cao để cắt tỉa những cây lớn thì xài em này nhá. Đó, rất là rẻ thôi, giá em này chỉ có 1.600.000 bao ship cho các bác luôn. Đây, em này thì có bơm xăng phụ này, le gió này, trên đỉnh đầu các bác điều chỉnh các bác nhá. Đấy, dòng này thì chạy dòng máy 2 thì chủ yếu tất cả các bác nhá. Các bác cứ hỏi em là có cưa 4 thì không, không có nhá các bác nhá. Đấy, khẳng định các bác là cưa không có 4, chỉ có lại 2 thì các bác nhá. Ok, em đầu tiên này là một em Tanaka này. Hai em. Sau đây thì em sẽ test lỗi tiếng máy em này cho các bác nhé. Ok, thì trọng lượng của những cái chiếc máy cưa này chỉ hơn 3kg một chút nữa các bác nhé. 3kg là 1.600.000 này. Rồi, đến em số 2 là một em đến thương hiệu Echo. Em này là đời 4 số các bác nhé. Echo đời cao các bác này. Em này là 3100 nha các bác nhá. 31cc, lòng 36 ly. Đó, bơm xăng phụ này, dòng này thì siêu châu bò khỏe luôn. Đặc biệt hơn nữa là em này thì rất là mới các bác nhá. Làm 35. Đấy, số các bác làm 30, làm rất là mới luôn. Đấy, làm zin nguyên bản. Có thắng xích đầy đủ hết các bác nhá. Có thắng xích đầy đủ hết cho các bác luôn này. Đây. Một chiếc máy em này thì cơ gia đình cực kỳ hoàn hảo luôn. Các bác là mà muốn mua một chiếc máy về để xài hay cắt củi gỗ xung quanh nhà đó thì xài chốt em này thì quá hiệu quả luôn, quá ok luôn, máy rất là đẹp luôn. Giá em này 2 triệu nhá. Ơi, em này là CS3100 này các bác nhá, đời 4 số các bác nhá. Đấy, 003558. Ok, test lỗi tiếng máy này cho các bác này. Máy rất là nhạy lổ nha bác nha, chỉ cần kéo này kéo trượt mà máy vẫn nổ được các bác này. Đó, em này thì về cắt củi thì quá, làm gia đình thì quá hiệu quả luôn. CQ2 này bán cho bác là giá 2 triệu nha. Ok, thì kia mua một chiếc máy cưa xích tại cửa hàng Việt anh em thì các bác được tặng kèm là một chiếc tước mở buji và một cái rũ này các bác này. Đấy, được các bác bao ship nha các bác nhá. Bên em thì các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng thoải mái, cảm thấy khi nào mà ok như các bác mong muốn thì các bác thanh toán nha các bác nhá. Đó, thì khi mua hàng bên em thì các bác vui lòng cọc trước cho em 100.000 các bác nhá. Rồi, tiếp đến là một em Echo nữa này. Thì em Echo là đời cao hơn nha các bác nhá. Công suất lớn hơn, em này là CS43400 nha. Cái con này thì 34cc, lòng 37 ly các bác nhá. Đấy, còn thắng xích đầy đủ cho các bác luôn. 55 Martin này, 535 này các bác này. Em này thì zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác luôn. Đó. Này, cưa gia đình hay là các bác nhà nào mà có đồi cuối, đồi mỡ các bác lên tỉa tót cây cảnh, tỉa tót cây rất là ok cho các bác luôn. Đó, thôi cũng không vòng vòng nữa, em dòng này có trợ lực các bác nhá. Bơm xăng phụ đây, trợ lực này, test luôn từng máy em này cho các bác. Rất là khỏe luôn nha các bác nhá. Nhớt phun ra này các bác này, rất là khỏe luôn. Em này nhà tỉa tốt đồi quế thì đồi mỡ thì quá là hiệu quả các bác luôn. Giá em CQ3 này bán cho bác là 2.200.000 các bác nhá. Rồi, CQ4 này, một em đến thương hiệu Etin các bác nhá. 010 này các bác này. Đó, dòng này thì lồi đồng cối đá luôn, thiết kế một quả lam xích coi như là cực kỳ hầm hố các bác nhá. Xuất sắc. Đó, lam
Lam em này Lam 30. Đấy, còn thắng xịn cho các bác luôn. Dòng máy Estin này thì là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Đấy, có những có dùng để các bác nào mà đã sử dụng xài qua cưa thì nghe thấy thương hiệu Estin là các bác biết rồi. Ok, không vòng vo nữa thì em test luôn tiếng máy em này cho các bác nhé. Rồi. Ok. Quá khỏe luôn. Những cái em này thì mình đi các bác nào đi khai thác những cái cây vanh tầm khoảng 100 đổ lại các bác nhá. Thoải mái luôn. Rất là khỏe. Dòng Estin này, châu bò CQ4 này bán cho bác là 1.900.000 các bác nhá. Rồi, CQ5 này là một em đến thương hiệu là Genoa Kobatsu G365 nha các bác nhá. 36cc lòng 40 ly. Dòng này thì cho các bác dùng để khai thác này, làm 540 các bác nhá. Đó, xích xích chuột này, xích còn rất là đẹp luôn. Xích này mới cong keng cho các bác nhá. Em này đẹp trên 80%, xích rất là đẹp luôn. Làm là tinh. Làm 45. Rất là khỏe. Dòng này thì dùng cho các bác đi khai thác nhà quế bạch đàn như các kiểu là rất là hiệu quả luôn. Rồi test luôn tiếng máy em này cho các bác này. Rất là bốc cho các bác luôn. Rồi em CQ5 này Zenon Kobatsu G365 bán cho bác giá em này là 3.100.000 nha. Xin lỗi các bác, giá em này là 3 triệu nha các bác nhá. 3 triệu. Rồi, khi các bác mua hàng bên em thì về nhà cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, cảm thấy ok thì thanh toán. Rồi, CQ6 này bán đây là một em đến thương hiệu là Kimurit các bác nhá. Những cái dòng mà cái hệ mà bình xăng sau này rất là khỏe và châu bò luôn. Đấy, và là rất nhiều các bác săn đón những dòng máy này nhá. Đấy, đây, còn thắng xích này các bác này. Đấy, 5535 này. Đấy, xích cũng còn rất là dày nhá. Các lưỡi xích của nó sẽ còn rất là dày cho các bác luôn, rất là sắc. Đó. Em là Nam Namazu cho các bác nhá. Máy thì máy của Kimurit này. Em này là 3501 này, em này là 35cc, lòng 39 ly các bác nhá, chụp giật trợ lực cho các bác luôn này. Rất là cái dòng này rất là hay là cái hệ thống bơm xăng phụ đằng sau này, rất là dòng này thì rất là nhiều các bác săn đón nhá. Đấy, rất là chuộng dùng cái dòng này luôn vì độ nhạy nổ của nó khỏe. Ok, test luôn từng máy cho các bác nhá. Có trợ lực kéo nhẹ nhàng cái bực cái máy lổ luôn các bác nhá. Đấy, CSE 3501 39 ly. Rồi, đem tiếp theo ngày hôm nay đó là một em đến thương hiệu Sinewa. Nói về dòng nó Sinewa của máy cưa thì là được tất cả các bác miền Bắc rất là chuộng vì dòng này nó là một thương hiệu giống như là số 1 tại Nhật Bản về dòng máy cưa rồi. Đấy. Nên là được rất là nhiều các bác ở miền Bắc tin và xài những dòng máy này. Em này thì Sinewa 380 38cc lòng 40 ly các bác nhá. Lam thì em này xài cái lam của Makita các bác nhá. Lam 540. Nói về dòng Sinewa thì cũng không phải nói nhiều. Đây là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Các bạn nào đã sử xài có máy cưa thì cũng đều biết đến là dòng Sinewa rồi. Ok, em cho sau đây test luôn từng máy cho các bác nhá. Anh ơi. Ok cho các bác nhá. Sinewa 38cc 380 rất là châu bò luôn. CQ7 bán cho bác là 2.700.000 nha. CQ8 này là một em Sinewa 360 36cc lòng 40 ly các bác nhá. Em này thì lam của nó là lam 45 này các bác này. Đấy, lam zin của nó luôn. Lam Sinewa, mã của em này là 054920 các bác nhá. Sinewa. Ok, test luôn tiếng máy này cho các bác này. Rất là khỏe luôn các bác ạ. Nhờ mua em này về nhà xả đồ quế đồ mỡ thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Cắt quế, các bạn đặc biệt là bác nào mua về nhà xả củi cắt củi thì nói chung là tuyệt vời. Giá này chỉ có 2.700.000. Rồi, đến em cuối cùng ngày hôm nay, một em Rothman. Em này thì làm 50 các bác nhá, làm la tinh cho bác luôn. Làm 50 làm la tinh. Dòng này thì thứ gì chịu nổi các bác. Rất là khỏe, trâu bò. Đây, lưỡi dòng nó đẹp. Xuất sắc luôn. Dòng này còn thắng xích đầy đủ cho các bác để xài. Đó, đây, Rothman. Dòng này thì siêu châu bò các bác nhá. Đấy, cực khỏe luôn. Cái loại này thì vanh tầm khoảng 140 100 xả thì các bác thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Có những cái vanh 200 xả rất là đầy, ok cho bác luôn. Tôi test luôn tiếng máy cho bác này.
được rồi. Rất là khỏe các bác nha. Cuối cùng ngày hôm nay CQ9 này bán cho bác là 2.500.000. Ok, em vừa lên cho bác là 9 máy cái chiếc máy cưa xích mini, cưa gia đình, cưa khai thác. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em 0961 35050. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn mọi người những video tiếp theo.